Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Bình khóa 21 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5. Đây là kỳ họp thường lệ hết sức quan trọng để đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021, xác định mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Úc Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình. Năm 2021, trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội, song dưới sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Doanh thu sản xuất công nghiệp của các cơ sở trên địa bàn ước đạt 23.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 16.200 tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm 2020. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.051,6 tỷ đồng, tăng 27% so với dự toán tỉnh giao, tăng 23% so với dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Năm 2021, toàn thành phố có 11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 100%. Ngành giáo dục và đào tạo xếp thứ nhất trong khối thi đua các phòng giáo dục đào tạo của tỉnh. Công tác y tế dự phòng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm được quan tâm đạt kết quả tốt. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 92,6%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố theo chuẩn mới còn 0,84%. Trong năm, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 45 công trình với mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng, chủ yếu là công trình xây dựng cơ sở vật chất trường học, các công trình kết cấu hạ tầng đô thị và chỉnh trang cảnh quan đô thị, công trình dân sinh, xây dựng nông thôn mới. Các xã Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được. Đặc biệt đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11 trên 13 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021, là điểm sáng về công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Những kết quả này đã góp phần quan trọng đóng góp vào những thành tích chung của tỉnh trong năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, là thành phố trung tâm của tỉnh, có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nhiều danh lam thắng cảnh, hệ thống giao thông đa dạng, rất thuận lợi để thành phố Ninh Bình phát triển toàn diện kinh tế xã hội, nhất là du lịch dịch vụ. Vì vậy, đồng chí đề nghị thành phố cần quan tâm xem xét, đề ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện không chỉ cho năm 2022, trong nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn trong quá trình phát triển lâu dài. Đặc biệt cần tập trung cao độ cho việc triển khai thực hiện đột phá các chủ trương chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình kế hoạch của tỉnh, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp thành phố DDCI. Phấn đấu đưa thành phố Ninh Bình trở thành một trong ba đơn vị có chỉ số cao nhất tỉnh. Tập trung cao cho công tác quản lý đô thị, quy hoạch đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị. Thành phố Ninh Bình phải thực sự giữ vai trò của đô thị đầu mối, động lực, có kết nối thuận lợi, lan tỏa trong và ngoài tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố phải có quyết tâm chính trị rất cao, cách làm bài bản khoa học, ưu tiên tập trung giải quyết các việc lớn, đúng tầm, chiến lược đồng bộ, nhìn thẳng vào những hạn chế yếu kém kéo dài. Kiên quyết kiên trì, chủ động khắc phục dần từng việc, tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của nhân dân. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quốc phòng quân sự địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Tập trung rà soát, nắm vững tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, quyết liệt phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt cần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chủ đề công tác 5 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỷ cương trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính một cách thực chất, có kết quả rõ ràng cụ thể. Thực hiện tốt phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 15 năm thành lập thành phố Ninh Bình và các ngày lễ lớn trong cả nước.
Hội đồng Nhân dân thành phố cần tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò trong việc quyết định các vấn đề quan trọng chiến lược đúng tầm, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả giám sát, cải tiến hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực hiệu quả, phát huy tối đa vai trò của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc giám sát, phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri. Ngoài ra cũng cần có những chỉ đạo giải pháp hiệu quả để nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường với vai trò là cơ quan dân cử trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết năng động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng thành phố ngày càng văn minh giàu đẹp, thực sự xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.